Thế kỷ 21, thế kỷ của châu Á. Việt Nam giàu tiềm năng. Người dân thông minh, cần cù, hiếu học. Vậy vì sao đất nước vẫn chậm phát triển? Cuộc sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Lãng phí, phải chăng chính lãng phí là một trong những nguyên nhân cản bước tiến của chúng ta ở hiện tại, đồng thời gây ra những bất ổn trong tương lai. Quy hoạch là một phạm trù rộng lớn, liên quan tới mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế, xã hội. Xây dựng quy hoạch là một khâu rất quan trọng để cụ thể hóa chiến lược phát triển, là cơ sở để lập ra các kế hoạch phát triển đối với mỗi bộ, ngành, lĩnh vực, vùng miền và địa phương. Để phát triển bền vững, công tác quy hoạch cần phải đi trước một bước, làm tiền đề cho các quá trình đầu tư. Quy hoạch cần được xây dựng dựa trên cơ sở tính toán và khai thác hợp lý, khoa học, có hiệu quả các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội nhằm phát huy tối ưu các tiềm năng để phục vụ cho phát triển và đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Quốc gia nào cũng vậy, để phát triển kinh tế, phát triển xã hội, người ta đều phải có cái quy hoạch cả. Bởi chính quy hoạch là cái định hướng lớn của cái nhà nước đưa ra. Và nó định hướng cho tất cả các cái thành phần trong xã hội, nó định hướng cái việc sử dụng cái nguồn lực trong xã hội. Cho nên nó là cái việc làm rất là cần thiết. Quy hoạch mang tính dài hạn, vì thế cho nên rất gắn với lại cái tính dự báo và gắn với cái tầm nhìn xa của quy hoạch, gắn với cái sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước hoặc của vùng hoặc của một tỉnh, một địa phương. Vì thế cho nên nó vai trò rất quan trọng, nó là đi trước và dẫn đầu. Vì có quy hoạch chung thì mới có quy hoạch riêng, và có quy hoạch thì mới xác định được những cái phát triển về kinh tế xã hội của từng lĩnh vực. Nhận thức được tầm quan trọng của quy hoạch nên từ nhiều năm nay, xây dựng quy hoạch đã trở thành một nhiệm vụ trọng tâm của nhiều bộ, ngành và địa phương. Nhờ đó, chỉ trong vòng 10 năm, từ năm 2000 cho tới năm 2010, hầu hết các cấp ngành, địa phương đều đã triển khai xây dựng quy hoạch cho riêng mình. Thế nhưng, chính những bất cập và yếu kém trong công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch đã gây ra lãng phí nhiều nguồn lực quý giá của đất nước. Thực tế đã chứng minh, hiện nay nhiều quy hoạch có chất lượng chưa cao, chưa sát với thực tế, thiếu tầm nhìn dài hạn, thậm chí chồng chéo, chưa chú trọng thỏa đáng đến yếu tố môi trường và xã hội, cũng như chưa tuân thủ tính khách quan của quy luật thị trường. Thông thường thì các cái quy hoạch thì thường là chạy theo cái mục tiêu phát triển riêng của mình mà không cân nhắc hoặc là thiếu những cái cân nhắc một cách thấu đáo đến những cái vấn đề khác. Ví dụ như giữa các ngành kinh tế khác nhau thì quy hoạch ngành này thì cứ biết chỉ biết ngành mình, và nhưng mà chưa cân nhắc trong cái việc là mối liên hệ, mối liên quan giữa cái quy hoạch của ngành mình với những cái ngành khác như thế nào. Cái thứ hai nữa là có một cái sự chồng chéo, một cái sự xung đột rất là lớn giữa cái việc là quy hoạch ngành và quy hoạch lãnh thổ. Lãnh thổ thì bao gồm là quy hoạch tất cả các ngành trên một cái diện tích, trên một cái địa bàn nhất định. Thì còn quy hoạch ngành thì lại chỉ là một ngành của mình nhưng mà lại trải dài ở theo nhiều cái vùng lãnh thổ khác nhau. Và hiện nay thì thực tế là chưa có một sự phối hợp ăn ý giữa cái quy hoạch ngành và quy hoạch lãnh thổ. Cho nên là dẫn đến cái việc là quy hoạch của chúng ta là nó bị là sau khi mà quy hoạch xong ấy thì thường là nó bị phá vỡ.
Thì một trong những cái lý do dẫn đến cái việc mà lãng phí trong quy hoạch đó chính là cái công tác dự đoán dự báo, cái công tác thống kê mà chúng ta kém, cho nên dẫn đến cái dự báo dự đoán kém và đi kèm theo đó là cái công tác mà quy hoạch nó kém. Cái thứ hai nữa là do cái đặc thù của chúng ta là chúng ta cả gì cái phát triển kinh tế theo cái địa giới hành chính, theo địa giới hành chính, cái tỉnh nào cũng quy hoạch cả, rồi ngành nào cũng quy hoạch cả, rồi thì là huyện, thậm chí huyện cũng quy hoạch, cho nên chính cái điều đó đã làm cho cái công tác quy hoạch nó kém hiệu quả và nó thiếu cái tính bền vững. Thực tế cũng cho thấy việc xây dựng quy hoạch thường gặp rất nhiều sức ép từ các địa phương, các cụm công nghiệp, các công trình giao thông, các cảng biển vốn có khả năng đưa lại những lợi ích to lớn, thậm chí làm biến đổi cơ cấu kinh tế của nhiều địa phương. Chính vì vậy, các địa phương đều mong muốn được đưa vào quy hoạch các công trình, dự án này. Đó là lý do, lý giải việc đã có không ít các quy hoạch được xây dựng chỉ xuất phát từ những bức xúc, bất cập và nhu cầu thực tế trước mắt của ngành, địa phương mà chưa được thẩm định một cách kỹ lưỡng trên cơ sở căn cứ về kinh tế xã hội cũng như điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý hay các yếu tố về thị trường nên đã gây lãng phí rất lớn. Thông thường thì lập quy hoạch thì bao giờ chúng ta có một những cái mục tiêu, thì những cái mục tiêu đấy đặc biệt là chúng ta lại quá chú trọng về những cái mục tiêu bề nổi, ví dụ như là tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng ngành, và những cái tăng trưởng, những cái chỉ tiêu bề nổi đấy nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của quy hoạch. Ví dụ như ở trong mỗi một quy hoạch mà đặc biệt là theo hướng phát triển bền vững như hiện nay ấy, thì chúng ta thấy rằng cái quan trọng nhất đó là làm sao chúng ta phải cân bằng được những cái yếu tố về mặt kinh tế, về mặt môi trường, về mặt xã hội. Thì gần như những cái quy hoạch của chúng ta hiện nay đang chạy theo về cái tăng trưởng về mặt kinh tế. Những cái vấn đề về mặt môi trường, về mặt xã hội ấy, thì nói chung là có đề cập nhưng mà đang còn rất yếu và mang rất nhiều các quy hoạch là mang tính hình thức. Tôi cho là mình chưa căn cứ vào thế mạnh của từng địa phương để xây dựng quy hoạch, mà đôi khi còn nghĩ rằng là mình đã có cái đấy chưa, chứ mình chưa nghĩ rằng là mình có cái ấy thì liệu có hiệu quả không, hay là nó làm cho cái phá vỡ cái nền kinh tế của mình hoặc nó ảnh hưởng đến cái thế mạnh của mình. Những cái khâu đầu tiên trong quản lý nhà nước của chúng ta là yếu, cho nên thí dụ từ khâu quy hoạch sử dụng đất, khâu quy hoạch ngành đến khâu quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của một tỉnh, nó thiếu sự liên kết với các tỉnh bạn, nó thiếu sự liên kết trong một cái quy mô phát triển dành cái lợi thế so sánh tương đối trong một cái vùng kinh tế với nhau so với các vùng khác. Những bất cập hạn chế của công tác quy hoạch cũng đã được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khái quát trong diễn văn khai mạc hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Phải chăng về tầm nhìn còn hạn chế, thiếu nhìn xa, nhìn tổng thể, làm cho chất lượng quy hoạch thấp, thiếu đồng bộ giữa kinh tế với xã hội, giữa cả nước, vùng với địa phương. Quy hoạch thì hoành tráng, nhưng không tính tới nhu cầu sử dụng và nguồn lực thực hiện, nên không khả thi. Quy hoạch có khi bị chi phối bởi lợi ích cục bộ, hoặc tư tưởng bình quân chia đều cho các địa phương, không tập trung vào các trọng tâm trọng điểm. Nhận định trên của đồng chí Tổng Bí thư chính là sự tổng kết, đánh giá những khuyết điểm, yếu kém đã và đang tồn tại trong lĩnh vực xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch của chúng ta trong những năm vừa qua. Với hơn 3.000 km bờ biển, đây là một lợi thế lớn để chúng ta phát triển ngành khai thác thủy, hải sản, giao thông đường biển, nhưng cũng là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng bùng nổ phát triển cảng biển ở những địa phương có khả năng xây dựng cảng trong những năm vừa qua. Hiện đã có hàng loạt cảng biển đã và đang được đầu tư xây dựng tại các địa phương từ Bắc vào Nam. Nếu kể cả các cảng biển chuyên dụng thì cả nước hiện có tới 166 bến cảng các loại. Do đầu tư dàn trải và dự báo không chính xác về lượng hàng khiến một số cảng quá tải, trong khi nhiều cảng lại thiếu hàng nên không thể phát huy hết công suất, gây lãng phí rất lớn. Thực tế đã chứng minh, dọc bờ biển miền Trung, chúng ta đã quy hoạch xây dựng hàng chục cảng biển, tỉnh nào cũng có cảng, thậm chí có đến 2-3 cảng.
Do mạnh ai nấy làm nên nguồn vốn xây dựng cảng bị chia nhỏ. Nhiều cảng xây dựng quá gần nhau, như cảng Hòn La, Quảng Bình, cách cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh 25 km, cảng Chân Mây, Thừa Thiên Huế, cách cảng Tiên Sa, Đà Nẵng 70 km. Thậm chí, để phục vụ cho nhà máy lọc dầu, chúng ta đã xây dựng cảng Dung Quất. Vậy nhưng chỉ cách đó, chỉ khoảng 10 km, tại khu kinh tế mở Chu Lai, dù đã có quy hoạch mở rộng cảng Kỳ Hà, nhưng vẫn được đầu tư xây dựng thêm cảng Tam Hiệp. Chúng ta có cả một cái khu công nghiệp dịch vụ cho hóa dầu tại khu vực Dung Quất. Thế thì chúng ta đầu tư vào cái cảng Dung Quất gần 1.000 tỷ. Thế nhưng khu công nghiệp Chu Lai đâu có đã hoạt động, đưa vào hoạt động. Và tất cả những cái mà sản phẩm như vậy thì không đáp ứng, cái cảng đây là thừa công suất. Thế nhưng chúng ta đáp ứng là chúng ta tính là cái Chu Lai, khi khu công nghiệp Chu Lai lên ấy, thì nó cùng với Dung Quất nên nó sẽ sử dụng hết được cái năng suất bốc xếp khoảng 5 triệu đến 7 triệu tấn hàng một năm của Dung Quất, phục vụ cho tàu 1,5 tấn trở vào. Thế nhưng đâu có, thì 7 năm nay khu công nghiệp Chu Lai là vẫn dậm chân tại chỗ, tỷ lệ lấp đầy là rất thấp và các doanh nghiệp hoạt động là rất kém, số lượng hoạt động là không đáng bao nhiêu. Thế thì làm gì có cái hàng cho cảng Dung Quất? Trong một cái khoảng rất ngắn, chúng ta có hai cái cảng nước sâu, và mỗi cảng cả gì đều cả gì là cái quy mô cả gì hàng chục, thậm chí kỳ vọng hàng trăm triệu tấn. Cảng Tiên Sa Đà Nẵng, cảng Chân Mây, nếu xét ở cái góc độ đường chim bay thì cách nhau khoảng độ hơn chục hải lý, có hai cái cảng. Nhưng mà chúng ta thử hình xem giữa cái Đà Nẵng và cái Huế, cái nhu cầu vận chuyển đến cỡ nào. Khu vực này rất là nghèo, cái quy mô hàng hóa vận chuyển rất là thấp. Khi xây dựng, với dự báo về nguồn hàng hóa phong phú từ hành lang kinh tế Đông Tây, khiến viễn cảnh cảng biển miền Trung rất sáng sủa. Tuy nhiên, do hầu hết các tỉnh nằm dọc theo tuyến hành lang của cả bốn quốc gia là Myanmar, Thái Lan, Lào, Việt Nam đều là những địa phương nghèo, kinh tế chậm phát triển, lượng hàng hóa không nhiều nên hàng chục cảng biển trong khu vực phải cùng chia nhau một lượng hàng, dẫn đến tình trạng cảng luôn đói hàng hoặc phải cạnh tranh giành giật nguồn hàng giữa các cảng. Cảng là làm dịch vụ bốc xếp nên là cái hàng hóa qua cảng là nó quyết định cái doanh thu, cái sản lượng của cảng. Nhưng mà hàng hóa qua cảng thì những anh chủ hàng á, thì ở đây nó ít cái chủ hàng lớn và hàng hóa người ta cũng không có đều, thành ra là có lúc thì nhiều hàng, có lúc thì ít hàng. Rồi gặp khó khăn này nọ thì người ta lại dừng hoạt động rồi đủ thứ, nên là cái thị trường về bốc xếp dịch vụ của mình nó cũng phải phụ thuộc vào, nên là nó cũng không có được phát triển một cách bền vững như là những cái khu vực mà có vùng công nghiệp nó lớn hơn. Thời gian qua thì theo thời gian thì nó cũng đã hàng hóa thông qua cảng thực tế nó tăng lên, thì tất nhiên là nó chưa đạt 100% công suất, nhưng mà cũng là hàng tăng lên theo thời gian. Nhưng mà về để đáp ứng cái khả năng và cái công suất thiết kế cũng như là cái khả năng xếp dỡ của cảng thì hiện nay hàng hóa khu vực thu hút của khu vực là đang ít. Hiện nay chủ yếu là xếp dỡ hàng hóa của Việt Nam là chính. Chúng ta biết rằng cả gì cái hải lang kinh tế Đông Tây này xuyên qua 4 cái quốc gia, và các cái địa phương nằm trên quốc gia, nằm trên cái tuyến hành lang đó đều là các cái địa phương nghèo. Đấy, rất là nghèo. Và cái khả năng về cái phát triển kinh tế rất là hạn chế, rất là hạn chế. Cái điều đó đã dẫn đến cái nhu cầu thực sự về cái hợp tác, nhu cầu thực sự về vận chuyển, nhu cầu thực sự về lưu thông trên cái tuyến hành lang này là có giới hạn. Chúng ta đặt ra ví dụ là giả sử bây giờ chúng ta có giải tỏa hết tất cả những cái thủ tục hành chính đó, thì liệu rằng cái nhu cầu vận chuyển, nhu cầu du lịch trên tuyến đó có thể tăng đến bao nhiêu để đáp ứng được cái điều chúng ta mong đợi. Đấy chính là cái bài toán đan giải đặt ra cho chúng ta. Và theo tôi, đây cũng chính là một sự lãng phí lớn của chúng ta. Mặc dù chủ trương chúng ta là đi đất tắt đón đầu, nhưng mà trong thực tế mà nói, nhiều khi cái sự mong đợi của các nhà chính trị và cái thực tế của cái kinh tế nó có cái sự khác biệt. Cùng với sự thiếu hụt nguồn hàng thì những bất lợi của điều kiện tự nhiên và những yếu kém về hạ tầng cũng gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động của cảng. Ví dụ như cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế.
dù đã đi vào hoạt động từ năm 2003, với một cầu cảng dài 300 mét, có khả năng đón tàu 3 vạn tấn và được định hướng là đầu mối cung cấp các dịch vụ cảng nước sâu và điều phối hàng hóa trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Nhưng do chưa được đầu tư xây dựng đê chắn sóng, nên hàng năm, mỗi khi có gió mùa, thời tiết bất thường, biển động, cảng lại phải dừng hoạt động từ 2 tới 3 tháng. Bên cạnh đó, do khu vực hạ tầng và dịch vụ phía sau cảng chưa phát triển, cộng với tuyến đường dẫn vào cảng luôn ở trong tình trạng hư hỏng, phải chờ đợi, nâng cấp, sửa chữa, cũng đã làm giảm cơ hội cạnh tranh cũng như hiệu quả đầu tư vào cảng. Chúng ta hình thành những cái bến, chúng ta phải gọi chính xác đấy là những cái bến mà nó tách rời với những cái khu dịch vụ cảng. Rồi trong quá trình hình thành bến đấy thì chúng ta mới chỉ tính có lợi ích ở một phía, mà chúng ta quên không đánh giá những cái tác động của những cái hoạt động đầu tư khác trong khu vực, nó tác động lên cái hậu cần bến cảng. Muốn có một cái cảng biển theo lý thuyết kinh tế, chúng ta phải có một cái không gian kinh tế đằng sau lưng nó, tức là nôm na rằng chúng ta phải có đủ cái lượng hàng hóa để vận chuyển. Thế nhưng mà cái miền Trung chúng ta rất là lép, sau lưng thì chủ yếu là núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, cái tăng trưởng kinh tế chậm, người dân thì cái thu nhập thì thấp, cho nên cái dung lượng hàng hóa ra cảng rất là thấp, dẫn đến cái hiệu quả trên một suất đầu tư nó kém. Bên cạnh những lãng phí nảy sinh do chất lượng quy hoạch thì tính pháp lý của quy hoạch thấp dẫn đến phổ biến tình trạng không tuân thủ quy hoạch hoặc thay đổi bổ sung không đúng thẩm quyền, làm sai lệch quy hoạch chung, làm vỡ quy hoạch cũng là phổ biến gây lãng phí lớn. Một trong những cái điểm yếu đó là quy hoạch chúng ta lập lên, chính sách chúng ta có, nhưng vấn đề là tuân thủ cái chính sách, tuân thủ quy hoạch như thế nào. Thì ở Việt Nam chúng ta công tác giám sát cái việc thực thi cái chính sách cũng như thực thi cái quy hoạch là đang có nhiều cái lỗ hổng. Cho nên nhiều khi là các doanh nghiệp thì vẫn được cấp phép để khai thác, rồi là vẫn xuất khẩu. Thế mỗi một doanh nghiệp nhỏ đấy thì có thể chúng ta không nhìn thấy được cái vượt quy hoạch, nhưng mà khi cộng lại của nhiều các cái doanh nghiệp khác nhau, nhiều cái địa phương khác nhau, thì chúng ta thấy rằng nó vượt quá rất là lớn cái quy hoạch mà chúng ta đã được phê duyệt. Vừa thiếu tính nhìn xa, vừa thiếu tính dự báo, nó làm cho quy hoạch của chúng ta bị cắt rời, manh mún, không có sự liên kết tổng thể giữa quy hoạch ngành với quy hoạch vùng, giữa quy hoạch vùng với quy hoạch của từng địa phương, giữa quy hoạch của cả đất nước với lại cái quy hoạch của từng ngành kinh tế khác nhau. Chúng tôi lấy ví dụ như là quy hoạch của ngành xi măng. Tôi đã cảnh báo cách đây 3 năm là nếu như quy hoạch ngành xi măng như thế này thì sẽ thừa xi măng trong cả nước. Quả thực là đến nay 2011 chúng ta thừa trên 5 triệu tấn xi măng. Đó cũng là một cái bài học. Bài học mà ngành xi măng đã và đang phải trả giá chính là do phát triển quá nóng, phá vỡ quy hoạch. Tính tới cuối năm 2011, với gần 60 dây chuyền sản xuất xi măng lò quay đang hoạt động, nếu chạy đúng công suất thiết kế, lượng xi măng từ các nhà máy cung cấp cho thị trường sẽ đạt khoảng 63 triệu tấn. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ trong nước hiện chỉ xấp xỉ 50 triệu tấn. Mặc dù các doanh nghiệp trong ngành đã tìm kiếm mọi cơ hội để có thể xuất khẩu sản phẩm, nhưng lượng xi măng dư thừa vẫn là rất lớn. Thực tế cho thấy, dù dự báo cung sẽ vượt cầu, đã được cảnh báo từ cách đây nhiều năm, nhưng vẫn tiếp tục có rất nhiều dự án xi măng mới được khởi công xây dựng. Cụ thể như trong năm 2011, đã có thêm gần chục dây chuyền sản xuất xi măng với công suất hơn 6 triệu tấn năm đi vào hoạt động. Trong khi đó, từ nay đến năm 2020, dự kiến cả nước sẽ có thêm 46 dự án xi măng lò quay được đầu tư xây dựng, nâng tổng công suất cả nước vào năm 2020 lên đến 130 triệu tấn năm. Giữa cái cơ quan thực thi và cơ quan giám sát, nó cùng nằm ở trong một cái hệ thống, và chính vì vậy rất khó để trong cái việc là xử lý lẫn nhau mỗi khi mà cái việc thực thi nó không đúng. Do phát triển nóng nên có những khu vực tập trung dày đặc nhà máy xi măng, chẳng hạn từ tỉnh Hà Nam và tỉnh Nghệ An đã có 11 nhà máy được xây dựng
với tổng công suất thiết kế lên đến hơn 20 triệu tấn năm. Thậm chí, riêng tại thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã và đang được đầu tư xây dựng tới 4 nhà máy xi măng với tổng công suất khoảng 4 triệu tấn năm. Kể từ khi các nhà máy được đầu tư xây dựng đi vào hoạt động, không biết nguồn thu cho ngân sách địa phương tăng thêm được bao nhiêu phần trăm, nhưng cuộc sống của người dân thì đã thực sự đổi khác, một sự đổi thay không theo chiều hướng tích cực mà dường như đang theo chiều hướng ngược lại. Trước đây thì chúng tôi là sản xuất nông nghiệp, tức là mỗi một năm là hai vụ lúa là bình thường. Nhưng bắt đầu từ cái ngày có các cái khu công nghiệp trở về đây đấy, tức là dân thì chúng tôi cũng chấp hành theo cái quyết định của trên là đưa nhà mà công nghiệp về để mang đời sống cho nhân dân nó ấm hơn, nhưng mà bản thân chúng tôi thì không thấy cái gì là nó ấm hơn, mà chúng tôi thì chỉ đi hứng bụi thôi. Bây giờ ruộng đất thì lẽ ra các ông quy hoạch là nó phải gọn vào một khu, chứ bây giờ ruộng đất của chúng tôi nơi thì đổ như thế này, nơi đổ như thế kia, bây giờ còn lại không thu hồi thì không thu hồi hết. Thế bây giờ cứ để thành thùng thành bà đấy. Bây giờ anh tính bây giờ đường đổ như này, ruộng coi như là ngập. Đấy. Cấy xong thì mưa xuống là ngập, vì không có lối thoát nữa, không còn cống rãnh gì để mà thoát. Mà bụi thì ô nhiễm môi trường như này. Đây là trời còn mát, chứ trời nắng là coi như là bụi, coi như là cứ như thế là mưa rào người ta ném vào mặt chúng tôi. Nguy cơ vỡ thị trường xi măng cũng đang là cảnh báo với nhiều ngành kinh tế khác, trong đó có ngành thép, lĩnh vực đang có hàng loạt các dự án được triển khai xây dựng không nằm trong quy hoạch, đồng thời bộc lộ nhiều bất cập có khả năng gây ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển bền vững của toàn ngành. Sản phẩm đi ra cũng như là nguyên liệu đi vào nó phải được cân đối thì lúc ấy phát triển mới bền vững được. Thế nhưng mà chúng ta đã bỏ qua tất cả những ấy, và đặc biệt là khi mà phân cấp cho cái địa phương thì phân cấp thì rộng rãi, tạo ra được cái điều kiện gọi là thuận lợi cho cái việc mà bớt những cái thủ tục hành chính. Thế nhưng mà cái việc giám sát để mà thực thi đúng cái quy hoạch thì lại bỏ sót. Và chính vì thế nó đã dẫn đến cái chuyện là chúng ta đã đầu tư một cách tràn lan, manh muốn và nó phá vỡ quy hoạch, dẫn đến thiệt hại, lãng phí và mất cân đối. Thực ra, tình trạng dư thừa công suất không phải đến nay mới đề cập đến, mà đã được cảnh báo ngay từ khi quy hoạch phát triển ngành thép được ban hành vào năm 2007. Tuy nhiên, do căn bệnh thành tích trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế tại địa phương, nhiều tỉnh tiếp tục cấp phép đầu tư cho các dự án thép. Ví dụ như chỉ tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, số dự án thép đăng ký đầu tư đã lên tới 17 dự án, với công suất 3,75 triệu tấn thép luyện một năm và hơn 10 triệu tấn thép cán năm. Như vậy, tỉnh này đã có tới 7 dự án thép nằm ngoài quy hoạch. Tuy nhiên, đây không phải là địa phương duy nhất có số lượng dự án vượt quá quy hoạch của ngành thép giai đoạn 2007-2015, có xét tới năm 2025. Tháng 8 năm 2010, Bộ Công Thương đã tiến hành điều tra lại, thống kê lại tất cả những các cái dự án đã được thực hiện về thép ở tất cả các địa phương trong cả nước, thì đã thấy là một nửa các cái dự án đầu tư, tức là trong 65 cái thì 32 cái là không theo quy hoạch, và trong đó thì hơn 20 cái là địa phương cấp sai thẩm quyền. Các nhà máy thép mới liên tục xuất hiện, khiến lượng thép sản xuất gia tăng chóng mặt. Theo thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam, năng lực sản xuất thép đã dư thừa, đáng lo ngại. Tính tới cuối tháng 5 năm 2011, tổng công suất sản xuất thép xây dựng của cả nước đã đạt 8,99 triệu tấn, trong khi đó, tổng tiêu thụ chỉ mới dừng ở mức 6,32 triệu tấn. Tuy nhiên, sản lượng thép xây dựng dư thừa sẽ không chỉ dừng lại ở con số 2,67 triệu tấn, mà còn tiếp tục được gia tăng khi ngay trong tháng 6 năm 2011 đã có thêm một số dự án đi vào sản xuất với tổng công suất hơn 2 triệu tấn năm. Thêm vào đó, trong bối cảnh cả nước triển khai thực hiện nghị quyết 11, thì tình hình tiêu thụ thép càng trở nên ù ám hơn. Hàng loạt doanh nghiệp ngành thép lâm vào khó khăn vì hàng tồn kho cao. Có thời điểm, lượng thép tồn kho của các doanh nghiệp lên đến gần 500.000 tấn. Trước tình hình đó,
hầu hết các nhà máy thép đành chỉ vận hành trong khoảng từ 50 tới 60% công suất thiết kế. Khi mà cái việc sản xuất nó không gọi là khớp với lại cái nhu cầu thực tế của thị trường, thì cái việc đầu tiên dẫn đến lãng phí, tức là anh không thể nào vận hành hết cái công suất của cái nhà máy. Thông thường một nhà máy xây dựng để mà phát gọi là sản xuất có hiệu quả đó, thì chỉ sau 1 cho đến thậm chí 1.5 năm là anh phải toàn sản xuất toàn công suất. Có như vậy mới phát huy được cái hiệu quả, bởi vì tổng cái số vốn đầu tư cho một cái nhà máy thép nó rất lớn, và trong cái cơ cấu giá thành đó thì bao giờ cũng có cái khấu hao các cái giá trị đầu tư cho một cái tấn sản phẩm. Thế nếu như mà dư thừa có nghĩa tức là anh không thể vận hành toàn công suất thiết kế được. Và rất nhiều năm nay đấy, thậm chí có những nhà máy đến 7-8 năm nay là đều sản xuất ở cái mức dưới công suất thiết kế, ở chỉ mức độ 6-70% thôi. Thì như vậy tức là trong cái cơ cấu giá thành thì khấu hao thiết bị của anh là phải tính cho những cái đầu sản phẩm anh sản xuất ra, nó làm cái giá thành của sản xuất tăng lên. Khi làm cho cái giá thành sản xuất tăng lên thì tính cạnh tranh của sản phẩm của anh sẽ thấp. Thực tế trên đã cho thấy, trong khi đất nước còn nghèo, nền kinh tế đang rất cần nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển, thì những yếu kém, bất cập trong công tác quy hoạch đã không chỉ gây lãng phí tiền của xã hội, mà còn là một trong những nguyên nhân cản trở làm chậm tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước.